cầu sông Thương, nơi ghi dấu nhiều chiến công của quân và dân Bắc Giang. Để thực hiện khai thác thuộc địa, từ năm 1889, thực dân Pháp tiến hành xây dựng tuyến đường sắt từ Lạng Thương tới Lạng Sơn, đến tháng 12 năm 1894 thì hoàn thành. Cầu phủ Lạng Thương còn gọi là cầu sông Thương được xây dựng trong khoảng thời gian này và đã trở thành biểu tượng, nhân chứng lịch sử gắn liền với người dân Bắc Giang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Cây cầu này được xây dựng lại vào năm 1955 nhờ sự giúp đỡ của nước bạn Trung Quốc, chiến sĩ miền Nam tập kết và công nhân của Bắc Giang và một số tỉnh lân cận. Bác Hồ đã dành đến 6 lần về thăm quân và dân tỉnh Bắc Giang, từng đứng trên cây cầu này động viên, khen ngợi đội ngũ cán bộ công nhân và bà con nhân dân tham gia xây dựng cầu. Thời chiến tranh, cây cầu là huyết mạch giao thông quan trọng, nối liền dòng chi viện của Bắc Giang cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau này, thời đánh Mỹ, cây cầu chứng kiến bao nhiêu trận bom thù là bấy nhiêu những trận đánh oanh liệt giữ cầu của chiến sĩ ta. Đã hơn 100 năm kể từ khi xây dựng đến nay, diện mạo cây cầu vẫn mang hình dáng xưa nhưng thân cầu cũng đã bị hư hỏng nhiều lần và được tu sửa lại chắc chắn. Cây cầu vẫn hiên ngang nối đôi bờ sông Thương bảo đảm mạch nối giao thông thuận lợi.